Thưa quý vị, ngày 21 tháng 1, Công an huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết đơn vị vừa bắt giữ nữ đối tượng Lê Thị Diễm My sinh năm 1994, ngụ tỉnh Quảng Bình, bị truy nã quốc tế sau nhiều năm lẫn trốn ở nước ngoài vì liên quan đến một vụ đánh bạc vào năm 2021. Cụ thể, My đã lẫn trốn ra nước ngoài sau khi liên quan đến vụ đánh bạc tại huyện Quảng Trạch vào tháng 1 năm 2021, rồi tạo nhiều vỏ bọc, liên tục thay đổi nơi cư trú để tránh bị phát hiện, công an huyện Quảng Trạch sau đó đã ra quyết định truy nã toàn quốc và đề nghị Interpol ban hành lệnh truy nã quốc tế đối với đối tượng này. Như sự hợp tác chặt chẽ giữa công an huyện Quảng Trạch và đồn công an cửa khẩu Nội Bài thành phố Hà Nội, Mỹ đã bị bắt giữ tại sân bay Nội Bài trong đêm 19 tháng 1 khi vừa nhập cảnh về Việt Nam. Lực lượng chức năng đã di lý đối tượng về địa phương để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.